Giá thuê phòng trọ nhảy vọt mùa nhập học, chưa thể dừng trong 1 đến 2 tháng tới. Dữ liệu của bất động sản.com.vn cho thấy, trong tháng 7, mức độ quan tâm tới phòng trọ, nhà trọ tại Hà Nội tăng 10%, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 22% so với tháng trước. Giá cho thuê tại một số khu vực có xu hướng đi lên từ đầu quý 2. Tại phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gần các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Y Dược, giá cho thuê phòng trọ phổ biến ở mức 6 triệu đồng một tháng, tăng 50% so với cùng kỳ. Tương tự tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khu vực tập trung các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân, giá thuê phổ biến là 5 triệu đồng một tháng, cao nhất trong vòng 4 năm qua. Một chủ phòng trọ tại Hà Nội cho biết họ tăng giá thuê thêm 10 đến 15% do cần tăng theo đà tăng giá của bất động sản. Xu hướng tăng giá thuê trong vài tháng gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và hành vi của khách thuê trọ. Thực trạng tăng giá đặt ra bài toán chi phí cho người thuê nhà, đặc biệt là đối tượng sinh viên còn phụ thuộc kinh tế vào gia đình hay người trẻ mới ra trường đi làm với mức lương thấp. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bất động sản.com.vn cho biết khách thuê ở Hà Nội có xu hướng chấp nhận thuê ít nội thất hơn, còn khách thuê ở thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thuê chỗ có diện tích nhỏ hơn để cắt giảm chi phí. Em Ngọc Vân, quê Long An, sinh viên năm 2 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ sau kỳ nghỉ hè, em trở lại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, chủ nhà trọ đã thông báo tăng tiền thuê thêm 500.000 đồng một tháng. Hợp đồng của em đến hết tháng 9 là hết hạn, em đang tìm phòng trọ khác có ít nội thất hơn vì giá rẻ hơn. Ngoài giá thuê, theo ông Quốc Anh, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên cũng cần quan tâm tới tính thuận tiện di chuyển và an ninh của khu vực xung quanh phòng trọ, đặc biệt là vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Người thuê cần xem xét phòng trọ có lối thoát hiểm, trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy không, có gần các cửa hàng điện tử hay sản xuất đồ dễ cháy nổ không, để hạn chế tối đa sự cố không đáng có. Ngoài ra, người thuê nên kiểm tra kỹ lưỡng phòng trọ có lắp camera giấu kín không để đảm bảo an toàn cho cá nhân và quyền riêng tư. Xu hướng tăng giá phòng trọ được dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất trong 1 đến 2 tháng tới, khi số lượng sinh viên nhập học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng. Điều này đòi hỏi các bạn trẻ tính toán, điều chỉnh chi tiêu để đảm bảo hài hòa giữa các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.